xin chúc mừng anh. Cảm ơn anh đã luôn luôn đồng hành cùng phát triển với Nội thất Đồ Tuấn Anh, dùng những sản phẩm mà bên em cung cấp. Rất vui được cùng với anh nhiều hơn. Xin cảm ơn cửa hàng Nội thất Ô tô Tuấn Anh đã cho tôi là giới thiệu với lại người trở lại đây, là tôi rất cảm ơn và tiếp tục như là hành trình này, mọi gì lắp đặt thì tôi sẽ vẫn tin tưởng anh dùng cho cửa hàng Nội thất Ô tô Tuấn Anh đây. Dạ vâng, cảm ơn anh. Tôi là Mai Đình Dương ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Hôm vừa rồi tôi có ra Nội thất Ô tô Tuấn Anh ở ngoài Bỉm Sơn để lắp bộ màn hình ZTEC, thì tôi có được giới thiệu về các chương trình như là khuyến mại quay thưởng đó. Thì tôi lắp và tôi quay thưởng trúng thưởng được xe Ablade. Tôi vừa rồi trúng được giải thưởng Ablade, xe Ablade thì tôi rất là vui. Tôi thường hay thích đến Ô tô Tuấn Anh, Nội thất Ô tô Tuấn Anh để ngồi Bỉm Sơn đây, là nói chung là một địa chỉ là tôi thường xuyên hay là đến để lắp nhiều dịch vụ, từ bọc ghế da, đèn xe, rồi màn hình. Giống như vừa rồi tôi lắp màn hình ZTEC, thì nói chung là có dịch vụ như là tôi ra đây làm. Nói chung là tại Nội thất Ô tô Tuấn Anh thì tôi thấy dịch vụ chất lượng, rồi anh em thợ là phục vụ rất là nhiệt tình, chu đáo. Nói chung là sửa chữa rồi nó là nhanh gọn, rồi thay thế là nhanh gọn. Nói chung trong thời gian đấy là đáp ứng được nhu cầu của tôi, là cũng hơi bận về công việc, nhưng mà tôi thấy làm là nhanh gọn. Nói chung là anh em thợ là nhiệt tình, chu đáo, bảo hành là uy tín. Tôi cũng không phải là, nói chung là tôi cũng tình cờ tôi quay thưởng, gặp đúng chương trình quay thưởng thôi, chứ còn tôi xác định là tôi sẽ dùng, nói chung là màn hình ZTEC đây là anh em giới thiệu, với lại từ lâu là tôi đã cũng là ý muốn là dùng rồi. Nhưng mà rồi là ra thì không may thì quay thì được thì tôi cũng rất là mừng. Nói chung là tôi thấy là màn hình ZTEC mới đây thì với màn hình cũ, màn hình cơ của tôi, thì tôi thấy là màn hình ZTEC đây là rất là nhiều cái là tiện ích, tiện lợi hơn. Mà nói chung là ví dụ như là điều khiển giọng nói rồi YouTube, nó là tôi thấy là tiện lợi, dẫn đường, có định vị dẫn đường, báo lấn làn, rồi là hành cam hành trình, nên là tôi thấy là rất chi là tiện ích mà phù hợp với lại công việc của tôi. Nói chung là tôi thì Nội thất Ô tô Tuấn Anh ở Bỉm Sơn đây thì tôi vẫn cứ là lúc đầu cũng là đồng hành liên tục thôi. Nói chung là cũng có giới thiệu cả anh em bạn bè đến làm ăn là uy tín, nhiều chương trình hay thì giới thiệu bạn bè anh em đến là vẫn tiếp tục là sử dụng dịch vụ, mọi dịch vụ ở đây. Chào bạn, mình là Tuấn Anh, mình là chủ cửa hàng Nội thất Ô tô Tuấn Anh. Tôi làm trên quốc lộ 1A, Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa. Bên mình thì là chuyên tư vấn và lắp đặt màn hình cam 360, đổ đèn tăng sáng, bọc ghế da và dán phim cách nhiệt. Cùng đấy thì mình có thêm phân phối một số mặt hàng như là phụ kiện nổi bằng Nội thất Ô tô khác. Dạo gần này thì bên mình cũng đang nhận combo rất nhiều cái chương trình mà khách hàng đến, đó là chủ là lắp màn hình cam 360, bọc sàn da, ghế da. Trong đó thì cũng có cả dán phim cách nhiệt. Thực tình thì mình quá là vui khi mà là đại lý may mắn có khách hàng trúng giải thưởng Ablade. Khi mà trúng giải thưởng này thì mình và khách hàng cũng không ngờ đến. Xin chia sẻ các bạn là từ lúc mà có cái chương trình kích cầu của ZTEC này thì bên mình khách hàng sẽ hỏi màn hình là nhiều hơn. Mình cũng tư vấn được khách hàng nhiều sản phẩm hơn và cũng chốt được khách hàng là lắp được nhiều màn. Theo mình thì là hai cái giải thưởng này là hai giải thưởng là cần thiết nhất. Khi mà khách hàng lắp đặt màn hình đấy thì chủ yếu nhất thì là khách hàng cần là cam hành trình và cam lùi. Hai cái này là mang lại cho khách hàng là những cái mà khách hàng mong muốn. Vâng, thì mình cũng chia sẻ là Nội thất Ô tô Tuấn Anh thì là sắp tới thì là sẽ có, mình cũng đang có chương trình là mở rộng cửa hàng, đào tạo thêm kỹ thuật cúng cho anh em. Ngoài ra đấy thì mình cũng có tăng cường những số mẫu mã hoặc là những cái chương trình khác cho khách hàng để nhằm đem lại những cái lợi ích và cái phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Mình rất mong muốn là hãng ZTEC sẽ đưa ra nhiều chương trình kích cầu cũng như khuyến mại cho khách hàng hơn. Khi đấy thì mình sẽ chốt được nhiều khách hàng hơn. Đó, thì là khi khách hàng có nhiều chương trình quà
nhiều chương trình được trợ giá của Jetech, thì lúc đó khách hàng sẽ biết đến và lắp đặt Jetech nhiều hơn. Test Tech, car screen exported to the USA.